Nếu bạn đang hỏi rằng hiện tại chiếc xe tải van nào đang tốt nhất trên thị trường thì mình xin khẳng định nó là cái sản phẩm này. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn chiếc xe Foton tải van 2 chỗ đời 2020 hoàn toàn mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van Foton có một màu sắc cực kỳ đẹp. Đây là màu mận chín. Thì cái chiếc xe tải van này nó là một làn gió mới trong tất cả các cái chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Các bạn đã quen thuộc với cái tên Suzuki, đã quen thuộc với cái tên Dongfeng, đã quá quen thuộc với cái tên Kenbo. Thì đây chính là làn gió mới để các bạn tìm ra được một chiếc xe tốt nhất trong tất cả những chiếc xe đó. Nó tốt ở những cái điểm gì? Thì trước đây mình đã làm một cái video về cái sản phẩm này rồi. Nó có 7 cái điểm nổi trội hơn so với tất cả các sản phẩm khác. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái thân xe, một cái chất lượng thép. Chất lượng thép nó khác biệt hoàn toàn. Người ta gọi, Foton gọi đây là cái sản phẩm có cái chất lượng thép cứng hơn 40% so với các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Nó được gọi là thép cường lực phân tán. Cường lực phân tán ở đây thì nó sẽ tương tự như những chiếc xe con các bạn. Khi các bạn động chạm và các bạn va quẹt vào đâu đấy nó sẽ không bị xước. Ít nhất là nó sẽ không bị dễ móp như các cái sản phẩm khác. Thì đó là một trong những cái yếu điểm mà những chiếc xe Dongfeng hay Kenbo hay là thậm chí Suzuki đang gặp phải. Nhưng cái sản phẩm này sẽ không có cái điều đó. Điều đặc biệt thứ hai đó chính là cái lốp lớn hơn 175R14, lớn hơn các cái sản phẩm Dongfeng, Kenbo cũng như là Suzuki. Lốp lớn hơn một cỡ cho phép các bạn là bền bỉ hơn trên đường và đi nó cũng an toàn hơn. Tiếp theo thì đây là một chiếc xe tải van, chúng ta không thể thiếu được cái khoang hàng của nó. Thì cái khoang hàng của sản phẩm này nó không gọi là to nhất, nó vẫn thua so với Dongfeng. Thế nhưng mà trên tinh thần là khi cái chiếc xe này nó nhỏ hơn, nó cho phép các bạn là luồn lách dễ hơn ở các cái đường làng ngõ xóm hơn so với những chiếc xe của Dongfeng. Đó. Thứ ba là hệ thống phun gầm. Các bạn nhìn này, với một chiếc xe tốt, các bạn hãy thử đẩy nó. Cái sự chắc chắn của xe nó sẽ cho phép các bạn nhìn thấy được ngay là chất lượng của nó như thế nào. Đấy, chất lượng khung gầm tiêu chuẩn châu Âu. Như các bạn nhìn thấy là nó sẽ cho phép các bạn tải từ 1,5 tấn đến 1,7 tấn. Một chuyện rất là bình thường đối với cái chiếc xe này. Đấy, với những ai trong nghề xe hoặc là với những ai mà đã từng thử đi rất nhiều các loại xe rồi, thì khi các bạn gặp chiếc xe này ở ngoài đường, khi các bạn nhìn thấy nó thực tế trên đường, các bạn sẽ thấy chất lượng của nó thực sự phải nói là tuyệt vời trong tất cả chiếc xe tải van. Ở đằng sau thì các bạn thấy là một cái dáng dấp nó không giống so với những chiếc xe các bạn đang gặp trên thị trường. Dĩ nhiên khi chúng ta ngồi trên một chiếc xe nó có một cái ngoại hình nó không giống thì nó là một trong những cái điều đặc biệt để thu hút sự chú ý và nó cũng khiến cho mọi người đổ dồn sự chú ý vào nó. Ở đây chúng ta có hai cái ốp gỗ lốp này, rất là đẹp, cùng màu luôn. Đây là rất là cứng. Đây là cái sản phẩm được hai lớp nhé các bạn. Các bạn gõ vào đây các bạn sẽ biết. Dongfeng không có điều này, Kenbo cũng vậy. Đấy, khoang hàng đằng sau thì nó có hai lớp, một lớp cao su ở trên này để bảo vệ này. Thì thông thường là mình sẽ có thể là khuyến mại cho cái hàng một cái bộ ốp đằng sau, hoặc các bạn có thể là sử dụng gỗ nhưng mà đặt đằng sau như thế này. Ở đằng này thì nó vẫn không có tấm chắn điều hòa giống với Dongfeng. Thế nhưng mà nếu các bạn cần thì mình cũng có thể là nếu các bạn cần, các bạn muốn tùy chọn cái phần đó thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ. Logo Foton thì đã quá quen thuộc rồi, các bạn đã gặp rất nhiều cái logo này rồi. Đây là một trong những cái logo mà của thương hiệu ô tô rất nổi tiếng của Trung Quốc. Foton là một trong những cái thương hiệu mà xe tải, họ chế tạo xe tải cũng như xe con lớn nhất ở cái đất nước hơn tỷ dân đó. Sản phẩm này sử dụng cái động cơ 1.5 lít công nghệ DAM của Đức, mang lại cái công suất cực đại là 85 kW, lớn hơn 5 kW so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đấy, mình đang so trực tiếp với một số hãng, còn cụ thể như nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Chiếc xe này là chiếc xe khỏe nhất trong tất cả chiếc xe đó, và nó cái máy của nó là công nghệ Đức, nó cho phép các bạn bền bỉ hơn rất nhiều so với các cái chiếc xe mang thương hiệu tàu khác trên thị trường. Ở phần đầu xe các bạn nhìn này, nó rất là khác biệt, nó được bo tròn, nhìn nó rất là thanh thoát, nhìn nó rất là mới lạ. Cái sản phẩm khác thì nó đã quá quen thuộc rồi, nên là khi mà các bạn nhìn thấy nó là đầu tiên, các bạn mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Rồi tiếp theo đó chính là cái sản phẩm này là một những sản phẩm mà mời camera đang sang đằng kia, mời camera sang cửa bên kia. Đây là một trong những cái sản phẩm hiếm hoi trên thị trường có trang bị ghế da. Đây là ghế da chính hãng của nhà sản xuất, không phải ghế da chúng ta bọc.
đây nhá, các bạn nhìn này, đây là ghế da. Các bạn đã tiết kiệm được khoảng 4 đến 5 triệu so với những chiếc xe khác không được trang bị ghế da rồi. Mình đang nói là ghế da xịn chứ không phải là ghế da bọc. Thứ hai, chúng ta có trợ lực lái điện 45A, nhẹ hơn nhiều so với trợ lực lái điện 25A trên những chiếc xe khác. Đó là một điểm. Và một điểm tiếp theo đó chính là cái chiếc xe này được trang bị phanh ABS. Phanh ABS là một thứ cực kỳ quan trọng mà nó chỉ được trang bị trên những chiếc xe từ 400 triệu đổ lên. Đó, với cái nội thất đằng trong xe các bạn nhìn thấy màu đen tuyền rất là đẹp. Nói chung là nó không cũ được khi mà các bạn có một cái nội thất nó màu đen tuyền như thế này. Đó, vẫn rồi tất cả mọi thứ thì nó vẫn đầy đủ như những chiếc xe van khác thôi. Điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện. Thì các bạn nhìn chiếc khóa điện như thế này, các bạn nhìn thấy. Đấy, nó được làm theo trau chuốt hơn và nó cũng mang lại một cái cảm giác xịn sò hơn so với những chiếc xe khác. Ok. Tôi mời các bạn ra ngoài. Như vậy là mình đã cho các bạn thấy được rất là nhiều cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này so với những chiếc xe tải van khác. Ngoài ra thì đây là một cái sản phẩm trong cái đời được lắp ráp ở trong năm 2020 này. Cái cảm giác lái của nó tốt hơn. Rồi là cái máy của khi mà chúng ta nổ máy ấy, cái tiếng kêu của nó cũng khác hơn nhiều. Đấy, càng ngày nó sẽ càng cải tiến. Thì đây hứa hẹn là một những sản phẩm xe tải van tốt nhất trên thị trường. Mặc dù giá cũng không hề đắt, rẻ hơn một số hãng, nhưng nó là chiếc xe tốt nhất hiện tại đang được hỗ trợ giá rất nhiều từ nhà máy cũng như là tập đoàn Photon. Rồi nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987 333 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.